Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá Đông Java và Bali cùng Alex Explores. Từ núi lửa hùng vĩ Bromo, những bãi biển thiên đường tại Nusa Penida đến văn hóa độc đáo của Bali, hãy cùng trải nghiệm muôn vàn những điều thú vị chỉ có tại Indonesia. Chào mừng đến với video tiếp theo của Alex Explores. Video trước thì chúng ta đã khám phá Bromo rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ tạm biệt với Bromo để đến với địa điểm tiếp theo mang tên Banyuwangi nha. Lên đường thôi. Theo dự định ban đầu thì sau khi khám phá Bromo xong thì chúng ta sẽ lên xe để đến Banyuwangi và để leo núi Ijen, nổi tiếng với hồ axit và lửa xanh. Rạng sáng 15 định leo Ijen, nhưng mà đến ngày 12, tối ngày 12 là cái núi lửa ở khu vực đấy nó bị động đất, nên là cái núi lửa đấy nó xả ra nhiều khí lưu huỳnh hơn mức bình thường. Bình thường là nó ở mức 1, nhưng mà bây giờ nó các anh hùng netpo, nhưng mà bây giờ nó lên đến mức 2, nghĩa là mức báo động rồi, nên là chính quyền khu vực đấy phải đóng cửa tất cả các hoạt động du lịch ở khu vực Ijen. Nên là bắt đầu từ rạng sáng ngày 13 là toàn bộ các tour leo Ijen là đều bị hủy hết. Mình leo vào ngày 15 cũng không thể tránh khỏi, bởi vì đến thời điểm hiện tại là chiều ngày 14 rồi, chưa ra thông báo mới, chính quyền chưa ra thông báo mới nên là vẫn tiếp tục bị cấm. Do đó mà hôm nay di chuyển đến Ijen, đến Banyuwangi thì khả năng 99% là sẽ không thể leo được. Chúng ta sẽ dừng nghỉ dọc đường, 1:30 dừng nghỉ dọc đường để ăn trưa nha. Đây là một quán ăn bình dân, chuyên cơm phần các loại. Đấy, ngoài ra các quán ăn ở đây thì cũng sẽ bán mấy cái gọi là phồng các loại này, bánh phồng các loại để ăn kèm với cơm. Đây này, thử lại luôn. Đây là bánh ăn chơi, quẩy. Đây là suất cơm vịt nha. Gọi bát súp, bác cho luôn bát súp này, nhìn giống như nước lọc của mọi người. Đang định ăn bốc nhưng mà thôi, thấy có thìa dĩa nên thôi không ăn bốc nữa. Mọi người lại đánh giá. Mời cả nhà ăn bữa trưa nhanh chóng cùng chúng tôi. Nếu như ở Việt Nam mình mà dừng nghỉ đi vệ sinh nhờ thì người ta hay chọn cây xăng. Còn ở Indo là hay có những cái Indo Maret như thế này đấy. Vừa dừng nghỉ đi vệ sinh này, mua đồ tạp hóa này, rút tiền này, vân vân. Gọi là những cái chuỗi tạp hóa nhỏ ấy. Dọc đường. Ôi dồi ôi, đến đoạn này mà tắc đường quá mọi người ạ, đi lê lết lề lề. Bởi vì là gặp mấy chục xe chở mía thu hoạch đi giao, nên là đường cứ tắc tịt rồi. Vượt chắc phải đến chục xe rồi, vẫn còn tiếp tục rất nhiều xe chở mía ở trước. Tháng 9 năm trước, thu hoạch vào tháng 10, tháng 1 năm sau, tức là hơn 1 năm. Trời ơi, chặng đường này rất là dài luôn. 7 giờ tối mới đến khu vực gần cảng Banyuwangi. Guest house mà chúng ta sẽ ở tối nay là tên là Harmony.
ban đêm đến 8 giờ ở gần khu cảng Ketabang thì đóng cửa, mấy cái tiệm giật là nhỏ đóng cửa hết rồi. Nên là chúng tôi lên Google thì thấy cái tiệm này rất là xịn sò, lại còn mới khai trương được nửa tháng thôi, giá rất là rẻ. Mình cần gấp thì cũng làm được luôn nha. Tiệm giặt là mới khai trương ở Banyuwangi luôn nha mọi người. Vào đây giặt nhanh. Mới may quá mình đang cần giặt nhanh, mới khai trương nên không có khách mấy. Nên là họ sẽ làm luôn cho mình. 6,225 cân quần áo. Hello. Hai đứa mắt to đẹp, xinh quá. 6,225 6,000 một cân. The total is 37,000. 37,000 piek. 37,500. Rẻ thế. Có 6,000 một cân là tương đương với 8,000 một cân tiền mình. Đúng mới khai trương. Bao nhiêu? 37,000 à? 38,000 luôn đi. Mẹ không? Cầm tiền vãi không hiểu. Yeah. Có cần không nhỉ? Can you ship to our hotel? Harmony. Hai anh chị đang trao đổi địa chỉ, số điện thoại của khách sạn để nhận hàng ngày mai. Giá rất là rẻ nha. Nếu mà có đến Banyuwangi thì liên hệ cửa hàng gì đây? Gọi là cửa hàng gì? Supreme Laundry.com. Số WhatsApp đây nha. Đấy, vừa khai trương rồi. Không biết khai trương ngày hôm nào. Không hiểu. Đây lại là một cân là 6,000. Chúng ta sẽ ăn bữa tối hết sức rực rỡ ở quán hải sản Ikan Baka Pesona, cách Harmony chỉ có 300m, 5 phút đi bộ thôi nha. Quán rộng thênh thang mênh mang luôn mà vắng khách, chắc người ta đi ăn sớm hết rồi, bây giờ cũng 9 giờ kém rồi. Bà này ăn ở đây rất là hay nha mọi người. Được lót rất nhiều lớp ni lông để đỡ phải dọn bàn. Khách nào mà ăn xong cái là lột bỏ một lớp, bỏ đi luôn. Đấy, khách đến sau là có ngay một lớp mới, sạch sẽ, tiện vệ sinh. Nhìn hơi buồn cười tẹo rồi. Tôm đúng không? À, cua. Wow, suất 5 lít nhỉ? Suất tôm 5 lít có khác, nhìn chất lượng thế. Suất cua với gì nhỉ? Vừa bảo là khách cua lột chiên với khách kiểu mấy cái giòn giòn, còn canh cá nữa thôi. Thôi ăn đi mọi người ơi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tất cả các món ở đây nha. Ăn trước món mẹ xanh nướng. Con vẹm này hay có rác ở người lắm. Wow, ngon thế nhở. Vẹm ngon à? Ngon lắm, vẹm ngon lắm. Hơi nguội. Không có rác. Không có.
đi. Tiếp theo là cua lột. Cua lột vỏ rất là mềm, chấm với cả sambal đây. Làm rồi chấm mực. Ăn hay nhỉ? Cái cua này ăn hay à? Nhưng mà thôi chấm sambal vậy. Thử món mong đợi nhất. Con tôm siêu to khổng lồ. Tôm sú à? Ừ, không tươi lắm. Làm được. Sốt với tỏi xào. Không dí với đoạn xào rồi. Tỏi và muối. Không lột lên thì bao giờ bỏ đi luôn. Đại dí đây này. Không, dí ngược lại. Đấy, thì nó sẽ bao giờ không còn cái gì. Nó không bị đứt tít. Mực cũng có mỗi tí hết vậy. Hả? Ừ, mỗi người miếng hết. Tí tẹo. Ôi, con tôm ngon quá. Đây là guest house này vào ban ngày. Ánh nắng rất là đẹp luôn. Phòng đấy nha mọi người. Mỗi phòng có một khu vườn riêng. Bên kia thì có bể cá koi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ăn sáng ở khách sạn. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ lên đi mua vé phà và di chuyển sang đảo Bali, tạm biệt đảo Java nha. Có trứng rán, rau củ, gà sốt, giá đỗ, biến động. Có cốc nước xoài nóng hổi nha. Đến phà rồi nha. Chúng ta sẽ vào mua vé và đi sang đảo Bali. Dọc đường đến phà thì cũng có rất nhiều cửa hàng, người ta đại lý người ta bán vé phà. Mình vào đấy mình mua cũng được, phà và đến tận nơi. Đến tận cả. Vé phà thì có thể mua online được. Nên là mặc dù đến cảng rồi nhưng mà không có quầy vé mọi người ạ. Anh Azam lái xe của chúng tôi vào luôn một tiệm War Room để nhờ người ta mua vé phà, dùng hộ chiếu là được. Đó, dùng hộ chiếu mua vé phà online. Đến giờ là ra cảng thôi. Chúng ta sẽ đến cảng cảng Ketapang để di chuyển sang đảo Bali, cảng Gilimanuk. Từ đây sang đấy thì hết khoảng 30 phút tiền phà, 30 phút đi phà. Phà ở đây thì ban ngày 20 phút là có một chuyến đi liên tục. Còn ban đêm thì hình như là 30 phút có một chuyến. Rất là nhiều. Có vẻ như cái chuyến phà qua lại giữa hai đảo này khá là nhộn nhịp. Đây, vé qua phà đây, rẻ hơn rất nhiều nha. Ketapang đi Gilimanuk này, một người có 10.600 nhưng mà chắc người nước ngoài đắt hơn. Giá xe máy ô tô luôn nha. Đấy, giờ chúng ta sẽ đi ra phà. Bye bye, tạm biệt Đông Java. À, mua vé online xong còn phải đi rút vé nữa. Rút vé cứng trong check in gì đấy. Bye. Bye.
Đây là chỗ để khách có thể ngồi chờ phà nha. Nhưng mà chỗ đã ít rồi, lại còn thêm mấy của nợ này chiếm chỗ nữa mọi người ạ. Chán luôn. Nhìn có chán không? Ở bên này mình ít khi thấy chó lắm mọi người, nhưng mà mèo thì nhiều. Béo úp ịch luôn ý. Ba của nợ này đang chiếm hết chỗ của khách. Wow, đường ra rất là mát nha mọi người, gió khủng khiếp luôn. Và cũng vắng xe phết, có 1-2 con tải thôi. Thích vẽ. Đã lên phà, 5 phút nữa là chạy luôn rồi, đỡ phải chờ. Áp di chuyển được không? Lên đâu ngồi đây? Tầng dưới thì để xe, còn tầng trên là cho khách ngồi. Chuyến này rất là vắng, chắc chỉ ngồi được tầm 1/3 ghế thôi, còn lại là hành lý hết. Siêu ma. Đây là tầng 3 của phà, có cả khu vực để cầu nguyện người Hồi giáo nữa. Phải 40 phút mới sang đến Gilimanuk, Bali mọi người ạ. Chắc là đi ngược gió nên là hơi chậm. Sang đến cảng Gilimanuk của đảo Bali. Đảo Bali thì múi giờ cộng thêm 1 so với bên Đông Java. Đông Java hiện tại đang là 10:40, thì ở Bali đang là 11:40. Bên này thì theo Hindu giáo và là đảo du lịch nên là người ta đã lựa chọn lấy theo múi giờ GMT cộng 8 để phù hợp với, để thuận lợi cho phát triển du lịch. Vì các nước như là Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Sing là đều lấy theo GMT cộng 8 hết, nên là Bali lấy theo đó phù hợp với các nước này. Theo dự định ban đầu thì sau khi xuống phà thì chúng tôi sẽ di chuyển đến nhà xe khách gọi là Sehati Transport ở gần phà, để gần bến phà, để lên xe khách và đi về trung tâm Denpasar. Thì giá vé xe khách thì rất là rẻ thôi mọi người, có 60.000 một người. Đấy, về từ cảng Gilimanuk về trung tâm Denpasar. Tuy nhiên thì xe khách thì chỉ về đến trung tâm Denpasar thôi, còn homestay của chúng tôi thì ở Sanur nữa, nên là phải đi khoảng 10 cây số nữa mới về Sanur, nên là sẽ rất là mất thời gian. Nên là cả nhóm đã quyết định là đặt xe riêng, gọi là private car đấy. Mới liên hệ với bác lái xe tối hôm trước thôi. Đấy, cả chặng đường thì sẽ khoảng 850.000 rupiah. Tuy nhiên hôm nay về khá là sớm nên là chúng tôi đã quyết định là muốn nó ghé qua đền Tanalot mà không có sẵn sàng lịch trình, để thăm thêm ngôi đền này trước khi về homestay ở Sanur, vì vẫn còn khá nhiều thời gian ấy. Lỡ cái Izen một cái là còn rất nhiều thời gian để làm, nên là mình sẽ tìm thêm cái điểm khác để đi chơi ở Bali. Quãng đường từ Gilimanuk
đi về Denpasar đoạn đầu thì khoảng nửa tiếng đầu thì đường rất là đẹp nha, đi chạy trong vườn quốc gia có khác, khỉ khiếc là nhảy ra đầy đường, vệ đường đứng ăn rồi chơi rồi nghịch nhau các kiểu. Đi dọc đường mà thấy mỗi trăm mét là phải 2-3 chú khỉ đang đứng chơi. Ở đây thì rất là nhiều khỉ, rồi đường thì cũng rộng rãi và đẹp, thanh thang mênh mang, không bị tắc đường. Hiện tại thì tôi đang ở một quán ăn và quán cà phê có tên là Love Indonesia Resort. Quán này đang dừng nghỉ để ăn trưa trước khi đi thẳng đến đền Tanalot. Ở đây không gian rất là chill luôn, cây cối mát mẻ và cái kiến trúc quán ăn cũng đồ gỗ này, mây che đan, nhìn rất là đẹp. Gọi mấy món đặc trưng của Indo để thưởng thức. Mặc dù mới ăn sáng lúc 8 giờ mà bây giờ sang đây là 12 giờ, nó sẽ sang đây là 12 rưỡi rồi thì sẽ tương đương với 11 rưỡi bên kia. Chưa đói lắm nhưng mà cứ ăn đã, bởi vì là tiện. Ăn xong thì ngủ một mạch là đến Tanalot luôn. Đi sẽ mất khoảng 3 tiếng. Các món của chúng ta đã ra rồi nha. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người hôm nay món ăn trưa nhẹ nhàng thôi. Nasi goreng là cơm chiên của Indo. Đây là satay là kiểu thịt xiên nướng. Đây là satay lilit, đây là cá này, xiên cá này. Ăn kèm với đây là hành phi với ớt, dưa chuột. Đây là satay bò, nhìn giống kiểu bò xay xong rồi trộn gia vị rồi nắn lại và nướng. Ăn với cả xăm bò, chấm với xăm bò. Đây là soto ayam, là canh súp gà, mì. Có cả bún à? Bún, gà với ít rau và trứng, nấu với nghệ. Đấy, thêm một rau xào nữa nha. Tôi đã sắn cái satay cá ra rồi, bây giờ mình sẽ ăn kèm với các cái này. Thường là người ta sẽ dùng tay để ăn cơ, nhưng mà hôm nay chưa rửa được tay nên là thôi, ăn dĩa phát. Đấy, lấy thêm một ít hành phi, ít dưa chuột. Mời cả nhà. Chim. Có vị xả, ớt, cá, khá là nhiều gia vị, tiêu, chấm với sambal. Làm thử một xiên bò nha. Thơm quá. Có vị ngọt của đường, ăn rất là dai. Chỉ như này này. Ngon lắm. Bò ngọt. Ngon lắm. Canh gà nghệ súp của anh em. Súp. Ở đây người ta không dùng đũa đâu mọi người, nên là ăn quả mì biến này cũng hơi khó khăn. Ăn giống mì gạo của mình ấy. Cái nước súp nó ngọt dịu ấy. Ở đây đa phần nước súp được làm rất là thanh đạm, ngọt dịu chứ không bị mặn hay là ngọt quá, vị umami.
Chúng ta đang đi dọc theo trục đường phía tây nam của đảo Bali. Nơi này so với phía đông của đảo thì phát triển chưa bằng, nên giao thông khá thông thoáng, di chuyển rất dễ dàng. Hai bên đường là những ngôi nhà mang đậm nét truyền thống, xen lẫn là những cánh đồng lúa xanh mát và lúa chín vàng óng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt, con đường này chạy dọc theo bờ biển nên thỉnh thoảng chúng ta còn có cơ hội ngắm nhìn những con sóng vỗ êm đềm dưới hàng dừa thẳng tắp. Sau khi đỗ xe xong thì sẽ mua vé rồi đỗ xe và đi bộ ra đền Tanalot nằm ở phía tây nam của đảo Bali nha. Trên đường đi ra đền thì sẽ đi qua rất là nhiều quán bán đồ lưu niệm rồi hàng ăn vặt, đồ thủ công mỹ nghệ, vân vân. Chuẩn bị đi qua cánh cổng thiêng để tiếp cận với Tanalot nha. Nơi đây rất nổi tiếng với khách du lịch. Bây giờ là 4 giờ chiều, thời điểm ngắm hoàng hôn nên càng đông khách. Bên phải của khu này là đền Batu Bolong, một ngôi đền trong quần thể Tanalot. Ngôi đền này thì nằm trên một cái mỏm đá trồi ra phía biển và có một cái cổng to vò ở phía dưới do sóng biển đánh sập. Bên dưới là bãi biển cát đen này, mọi người có thể xuống đây chơi. Batu Bolong. Lại voi tiếp này. Đây là cổng đền nha. Các đền thờ Indo đều làm bằng đá núi lửa hết này. Mọi người lưu ý thì vào khu vực đền thì phải ăn mặc lịch sự kín đáo, che vai, quần dài quá đầu gối, dưới đầu gối. Wow, sóng biển mạnh quá trời. Còn vào khu vực bên trong đền như thế này thì chỉ dành cho những người hành lễ cầu nguyện theo đạo Hindu ở Bali mới có thể vào được thôi. Trời luôn. Ở đây người ta bán những cái bông hoa đại, hoa sứ để kẹp tóc, nhìn rất là đẹp. Bạn nào thích chụp ảnh thì có thể mua cái tóc. Đấy, bên này là một góc khác để chụp cái cổng tò mò và đèn Batu Bolong. Đúng hướng mặt trời lặn. Ở đây thì ngắm hoàng hôn cũng rất là đẹp nha mọi người. Có thể nhìn thấy cảnh mặt trời xuống biển. Bên này là một ngôi đền khác mang tên Pura Enjungalu này.
Ngôi đền này thì cũng không cho vào nha. Mọi người có thể dâng lễ ở ngoài cổng đền như thế này. Hoa rồi trái cây bánh kẹo. Đều là những ngôi đền Hindu trong quần thể Tanala. Nhìn mỏm đá rất là đáng sợ luôn. Ui rồi sóng này. Ui rồi sóng sợ. Ngày xưa là cái khu bãi cát đen này là người ta còn xuống tắm đấy. Bây giờ là sóng mạnh quá, không ai dám xuống tắm nữa, sợ sóng cuốn ra. Từ trên này thì chúng ta có thể view được toàn cảnh đền Tanalot này. Đây là ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ 16 bởi một tu sĩ Hindu giáo. Ông cho rằng là nơi này rất là linh thiêng và yêu cầu người dân xây một ngôi đền ở đây. Đó là đền Tanalot để thờ các vị thần biển. Ngôi đền này thì nằm ở mỏm đá nhô ra giữa biển. Nếu mà thủy chiều lên ý, thì chúng ta sẽ có cảm giác như là một hòn đảo biệt lập. Vì nó cái phần đường ra thì bị nước che đi rồi. Như hôm nay là nước cũng bắt đầu dâng khá cao đấy. Còn khi mà thủy chiều xuống thì chúng ta có thể đi bộ ra đền được. Tuy nhiên để leo lên đền thì chỉ những người theo đạo Hindu ở Bali và muốn cầu nguyện mới có thể lên được thôi. Còn du khách thì không được lên. Đây là một ngôi đền khác mang tên Pura Rokandang. Khá là nhỏ. Khu vực này là đều các đền ở đây là đều thờ tất cả các vị thần biển luôn nha. Đường vào đền Tanalok. À, ở đây người ta đang quảng cáo múa lửa ke các này. Đây là điểm bán vé múa lửa ke các diễn ra vào lúc 6 giờ 15 buổi tối khi mà hoàng hôn. Đấy, nếu mà mọi người có thời gian thì sẽ mua vé và xem trình diễn nhé. Ở đây bán mấy con nhìn như con quạ nhở, hay là đại bàng à. Đấy, mấy con đại bàng chạy bằng cơm, chạy bằng cót. Cái gì đó này. Ôi mắc luôn vào. Ý, một con thuyền bay. Bên kia là Tanalot nha, ở nằm trên một cái tảng đá. Bây giờ đang cảm giác như là một đảo biệt lập đấy. Có vẻ như thủy triều đang rút rồi mọi người ạ, nên là nước sẽ cạn hơn. Bên này là một cái hang có rắn thần, chúng ta sẽ vào xem trước. Để cho nước rút hẳn thì sẽ sang bên đảo Tanalot sau nha. Hôm nay là thủy triều đang hơi cao một chút nên là đi bộ sang dễ bị ướt. Có thêm một dịch vụ các bác chuyên hỗ trợ khách du lịch để sang bên kia hang. Có dòng suối nước thánh. Các vị tu sĩ ban phước cầu nguyện. Để dẫn sang đấy thì chúng ta sẽ phải đóng góp một phần tiền hỗ trợ các bác. Nếu mà khi thủy triều thấp thì chắc là không cần, có thể hoàn toàn có thể tự đi bộ ra được. Mực nước đây, mực nước đang hết sức cơ. À, đi sang bên này cơ, bên này thấp hơn. Wow.
ướt rồi. Cuối cùng cũng sang đến nơi rồi, ướt mất cái quần. Bên này hang này có dòng nước suối thánh. This is fresh water. Yeah, fresh water, don't drink. Fresh water, not salted. Wow, đây là hang này là có suối nước ngọt luôn. Đây là có dòng suối này. Còn xịn nữa. Ôi, có cả con cua đá nữa này. Con cua đá nữa. Đây mấy con cua này. Đang chui vào lỗ con trồng. Đây. Đây là nước thánh nha. Đây mọi người nhìn bên trong kìa. Nước chảy ra từ mấy con rồng, sao nhìn như con rồng ấy. Rắn. À rắn. Uống nước đây. Nước này chảy ra đây này. Có thể dùng nước này để rửa mặt. Ôi, nước ngọt nhá, nước ngọt. Fresh water. Bác gắn cho một cục xôi. Cả bông hoa đại. Và nhớ donate. Rồi, toàn 50-100 thôi. Xem còn bao nhiêu tiền. Các bác xem có tờ 20 hoặc 50. Một vài hạt cơm trên trán, một bông hoa cài tóc. Và nhận lời chúc phúc từ các tu sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ leo lên trên này để tiếp cận với đền Tanalot ở trên kia nha. Các bác đang dẫn tiếp lên trên ủa trơn thế. Ai mũ á. Dẫn tiếp lên phía trên đền. Ôi, gió mát thế nhỉ. Nước ngọt nhỉ? Ừ. Đây là bên trên đèn. Không nhìn thấy gì đâu. Đến cổng này là phải dừng lại rồi. Đứng ở chỗ cái cờ này và đợi sóng xô vào mạnh để chụp lấy một bức ảnh bắn tung tóe. Chưa được đợt nào. Tạm biệt Tanalot, chúng ta sẽ đi về Sanur. Địa điểm dừng tại Denpasar ngày hôm nay trong hành trình này nha. Đường từ Tanalot trở về thành phố Denpasar thì thực sự rất là nhộn nhịp. Là thủ phủ của đảo Bali, Denpasar là nơi tập trung hầu hết các khoản đầu tư lớn. Dọc đường đi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới hiện diện tại đây. Bữa tối đầu tiên chúng ta ăn ở Sanur, đó là quán Warung Makben. Đông khách.
Quán này thì lúc nào cũng đông khách nha mọi người. Quán chỉ bán một món menu duy nhất thôi, bao gồm combo cơm, cá chiên và cá nấu canh chua. Combo 3 món duy nhất. Còn lại là đồ uống kèm. Ngoài ra mọi người có thể lấy những cái bánh cracker như thế này để ăn kèm với cơm. Hôm nay đến 9 giờ kém rồi, nên là vào phát là còn 1-2 bàn trống thôi. Còn lại nếu mà mọi người đi đúng vào giờ ăn cơm tầm 6-7-8 giờ, lúc đấy là phải ngồi chờ mới có bàn để ăn. Rất là đông khách, mặc dù quán chỉ bán một combo món ăn duy nhất. Combo xuất sắc đã ra rồi nha mọi người. Cơm nè, cá chiên ăn với sambal và canh chua, cá hầm, đầu cá với cả dưa chuột. Làm thử cái canh thôi nè. Ôi gia vị hay lắm. Thôi mời mọi người nha, mình ăn đây. Đây là quán này rất ngon nha.